Anh đưa cái điện thoại của anh đây. Anh dí anh gọi là Phạm Tuấn cho em ngoài. Giải quyết một lần xong rồi cho anh em mình hiểu gì đó. Em nói thật, cái vấn đề này nếu mà nếu thằng Phạm Tuấn nói thì em nghĩ là sẽ khác. Được chưa? Còn em cũng bực mình lắm. Giờ nhiều người ta nhắc lại cái vấn đề đấy thì anh bảo thằng Tuấn nói chuyện với em gì? Xem nó có like không? Anh nhắn tin thằng Phạm Tuấn bảo thằng Dương bảo nói chuyện nó tí. Để em cho mọi người xem là đích thân thằng Tuấn nó có nói hay không em ạ. Em nghĩ không biết là nó có phải là nó nói hay không. Anh khá chưa em ạ. Còn bây giờ không, mình phải hỏi rõ nó nha. Ông chỉ biết kiếm tiền từ bán nước hoa thôi. À không kinh doanh được cái gì khác cả. Mình mở shop quần áo nữa bạn nhé. Đấy. Mình mở shop quần áo mà thôi, không phải gọi đâu. Không phải gọi. Để hôm nào 49 ngày mẹ sang mình ngồi tận nơi. Gọi điện làm gì? Gọi điện bọn mạng để bảo mình diễn thì đó. Hôm nào đích thân mình sang tận nơi. Đấy, anh em rồi. À, hôm qua lại không phải. Mình để nói với bạn một câu là mình không ghét bỏ thằng Khánh đâu. Mình tức thằng Khánh cái chuyện ngày xưa thôi. Nó làm được cái chuyện không hay thôi. Còn thực ra tâm mình không ghét thằng Khánh đi nào.